Tiếp theo là cái bài tập số 7 ở trang số 20 và cũng là bài cuối cùng của cái bài học số 2 này nhé. Đây là một cái bài tập liên quan đến một vấn đề thực tiễn của y tế. Nó về mặt toán học thì nó không khó, nhưng mà đầu bài nó hơi dài và em cần phải đọc để làm quen với cái việc hiểu đầu bài. Ho ép khí quản co lại ảnh hưởng đến tốc độ của không khí đi vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản được khi ho được cho bởi công thức. Đây. V là thể tích nhá. Nó bằng K nhân với R to trừ đi R nhỏ nhân với R nhỏ bình phương. Với R nhỏ lại lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn R to. Thế bây giờ em sẽ phải hiểu các cái đại lượng mà họ cho nó như thế nào. Trước hết, chờ thầy một tí, thầy chỉnh lại cái máy đã nha. Thầy chỉnh lại cái điện một chút. Chúng ta tiếp tục nhé. V này là tốc độ của không khí đi về khí quản, K thì là hàng số rồi. Và R to là bán kính bình thường của khí quản. Vậy thì chúng ta hiểu là R to này cũng là một hàng số. Và cái nào là biến số? À, K là 1, R là 2. Thực chất là hàng số. Là hằng số, tức là nó là con số không đổi, và R nhỏ là biến số, còn V là hàm số. Thông thường khi học tính toán một cách thuần túy thì chúng ta cứ x là biến, y là hàm, hay fx là hàm, đúng không? Đấy, nó quen quá. Đâm ra khi chuyển sang cái bài toán thực tiễn này thì chúng ta có một cái hơi bị lệch một chút, là thế cái nào là hàm, cái nào là biến, cái nào là hằng số. Nó hơi khó chịu và hơi dễ gây nhầm lẫn. Thì có thể là trong tình huống này chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ đi chậm chậm lại thôi, để phân định rõ cái nào là hàm, cái nào là biến, cái nào là hằng số. Đó, cho nó đỡ lẫn lộn thế thôi nhá. Câu hỏi của người ta hỏi bán kính của khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất. À, tức là V to chứ nhỉ, V hoa sẽ mắc khi R nhỏ bằng hỏi chấm. Được chưa? Đấy. Khí quản ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất. V sẽ mắc khi R nhỏ bằng bao nhiêu. Đấy. Hỏi khi R bằng bao nhiêu nhá. Thế thì chúng ta tính V phải, nếu mà V chữ để như thế này hơi khó chịu thì chúng ta nhân nó ra, V bằng K trừ R rồi lại nhân với R bình, thì có thể bằng K nhân với R to trừ K nhân với R nhỏ rồi tất cả nhân với R bình, và bằng K nhân với R to nhân với R nhỏ bình trừ đi K nhỏ nhân với R nhỏ bình phương với bình phương thì thành mũ, à không, R nhỏ thế chứ nhỉ, R mũ 1 với R mũ 2 thành R mũ 3 nhá. Người ta tính V phẩy thôi. V phẩy bằng gì? 2K nhân với R to vẫn giữ nguyên nhân với R nhỏ, giống như là A nhân với X bình mà, trừ đi, à để đây em nhìn không rõ đúng không, nhìn không rõ thì quên mất, K R mũ 3 phẩy thì bằng trừ đi 3K nhân với R nhỏ bình phương. Được chưa? Cho V phẩy bằng 0 thì chúng ta được này, R nhỏ nhân với 2K R to
trừ đi 3k r nhỏ bằng 0. Và được tương ứng r bằng 0 và r bằng 2k r to trừ đi 3k r nhỏ bằng 0, thì r nhỏ khi đó sẽ bằng 2k r to chia cho 3k hay bằng gì? 2 phần 3 r to. Có đúng không? Đấy. Rồi. Xong, bây giờ chúng ta sẽ lập một cái bảng biến thiên. R nhỏ là biến. V phẩy ở đây là V phẩy theo R nhỏ. Và V cũng tính theo R. Nó sẽ chạy từ 0 cho đến R to. Trải qua giá trị đặc biệt là 2 phần 3 R to. Tại đó V phẩy bằng 0. Được chưa? Thế thì cái dấu của V phẩy thì em để ý là dấu của V phẩy á thì nó phụ thuộc vào đâu? À, nhìn cả đống này chúng ta rất khó hình dung. V phẩy nếu mà mình viết lại thành hai nó về k nhân với r nhỏ nhé, k nhân với r nhỏ đặt ra ngoài thì trong còn 2 r to trừ đi 3 r nhỏ. Được chưa? K người ta lưu ý là k là hằng số dương rồi. Phải không? Đó. Và r nhỏ là sao? R nhỏ là cái thể tích thì nó cũng mang số dương. Đấy. Như thế thì mình hiểu là à dấu của V phải phụ thuộc vào dấu của 2 r to trừ 3 r nhỏ. Xét dấu của nhị thức bậc nhất phải cùng trái khác. Cái này nó giống như là b cộng với ax này này. Với x thì nó giống như là cái r nhỏ này này. Thì bên phải cùng là nó sẽ âm. Trái khác là nó sẽ dương. Đó. Vậy hàm đồng biến này, hàm nghịch biến này. Được chưa? Được chưa? Đấy. Vậy thì nó đạt giá trị lớn nhất khi nào? Khi r nhỏ bằng 2 phần 3 r to. Nhá. Đấy. Ta bảo là suy ra VR lớn nhất khi R nhỏ bằng 2 phần 3 R to. Đấy. Tức là cái tốc độ của nó sẽ lớn nhất, đi vào khí quản lớn nhất. Đấy. Khi mà bán kính cái khí quản đúng bằng 2 phần 3 cái bán kính của cái khí quản bình thường. Ok chưa? Đáp án là nó bằng 2 phần 3 R to. Nhá.